Chào các bạn, trên bàn, trên cái hộp giấy này các bạn đang thấy mình có để 1, 2, 3, 4, 5 cái tô vít. Đó, nó là một set, nó là một bộ tiêu chuẩn có model là 45-SK5-2K. Code đặt hàng 10 bao số là ở dưới đây. Thì bộ này gồm có 3 cái tô vít dẹp và 2 cái tô vít 3K. Nguyên một bộ tiêu chuẩn của nó gồm có 5 cái như thế này. Giờ mình sẽ đi chi tiết xem mỗi cái nó có thông số kỹ thuật như thế nào. Đầu tiên là cái bé tí ti này là tô vít dẹt, model là 45-IS75, là thân của nó, cái lưỡi của nó dài 75mm, độ rộng của cái lưỡi là 3mm. Cái tiếp theo là đầu 4 cạnh, model 49-PH1, cái lưỡi của nó dài 80mm. Cái thứ ba là tô vít dẹt với cái lưỡi rộng 4mm, chiều dài của cái lưỡi là 100mm, model của cái này là 45-IS100-2K. Cái thứ tư là tô vít PH2, model 49-PH2-2K, cái lưỡi của nó dài 100mm. Và size to nhất ở đây là cái tô vít dẹt với chiều dài thân là 150mm, độ rộng của cái lưỡi là 6.5mm. Model của cái này là 45-IS150-2K. Bộ tô vít 5 cái của hãng Elofort được đựng ở trong cái hộp cà tông, hộp giấy như thế này. Ở phía trước họ khoét hai cái lỗ rỗng để chúng ta nhìn vào, chúng ta sẽ thấy luôn cái tô vít ở bên trong. Lát nữa mình sẽ bỏ tô vít vào thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rõ hơn. Rồi, 5 cây tô vít này là loại tô vít thân tròn. Đối với cái loại này thì chúng ta sẽ không dùng được với búa, có nghĩa là chúng ta sẽ không dùng búa để đóng lên cái chui của cái cây tô vít này. Cái chui cũng thiết kế theo hình khuôn nắm tay nè, nó có cái lỗ để treo dụng cụ. Cái loại sắt nè thì nó xuống, nó hãng chỉ làm tới một nửa của cái chui thôi. Chúng ta sẽ không dùng búa đóng trên cái đóng vào cái chui của cái loại tô vít này được nha. Nhìn thấy có cái lỗ treo dụng cụ là chúng ta sẽ không dùng búa. Loại này chỉ dùng để vặn ốc vít thôi. 3 cái tô vít dẹt và 2 cây tô vít 3K thì đây cũng là 5 cái size phổ thông, cho nên là hãng đưa vào chung một set. Giá của cái bộ tô vít này là 715.000 một bộ, không bao gồm phí vận chuyển. Model là 45-SK5-2K. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại cho Thanh với số điện thoại có trên video này, và đọc cái mã hàng này là ok. Đọc cái mã hàng này là mình sẽ biết được là các bạn đang hỏi cái bộ tô vít nào. Bộ này có model là 45-SK5-2K, giá 715.000 đồng một bộ, không bao gồm phí vận chuyển. Nếu các bạn mua từ 3 bộ trở lên sẽ được tặng một cái bút thử điện cao cấp của hãng Elora, Made in Germany, sản xuất 100% tại đất luôn. Hàng này là hàng xịn để dành tặng những khách hàng mà mua các đơn hàng với giá trị cao. Mua 3 bộ tô vít 45-SK5-2K sẽ được tặng một cái bút thử điện cao cấp của Elora nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vào cái hộp giấy này cho mọi người xem. Khi chúng ta vận chuyển đi xa, đem đi nơi khác làm việc thì chúng ta sẽ cho vào cái hộp giấy này. Chúng ta sẽ lấy cái ruột màu đen ra nè. Đó. Xong rồi cho tô vít vào. Rồi, ok. Đó, nó sẽ như thế này. Sau đó chúng ta sẽ bỏ vào cái hộp, đậy nắp lại. Đó, bây giờ sẽ nhìn thấy nè. Đó, hai cái lỗ khoét ở đây nhìn vào thấy luôn cái tua vít nè. Xong, mua 3 bộ tua vít này sẽ được tặng một cái bút thử điện của hãng Elora.